Rồi, mình chào các bạn nha. Do mấy lần trước mình ép cá beta thì nó bị thất bại mấy lần các bạn. Thì mình nản mình không ép nữa. Thì có các bạn kêu mình đừng nản này, ép lại đi để có cá để cho chơi nha. Thì bữa nay mình ép lại thì cá trống nó với cá mái nó đẻ một ổ trứng rồi nè các bạn. Nên quay sát cho các bạn coi nha. Đó, nè trứng nha các bạn. Đó thì mình mới vớt cá mái ra rồi. Đó thì cái này cũng khoảng 2 ngày nó trứng nó sẽ nở các bạn. Nếu trước mình nuôi cá sim thì là như vậy nha. Thì các mình nghĩ các cá beta nó cũng vậy thôi. Đó. Cá trống đang giữ ổ bọt của nó nè. Đó này mình không dám động nhiều sợ nó ăn trứng nữa nha các bạn. Thì mình chỉ quay sơ cho các bạn coi thôi nha. Để khi nào cá nó nở rồi mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Ha. Đó. Thì trứng này nhà đem quay xác ổ trứng cho bạn coi lần nữa nha, rồi mình ngưng nha. Đó có trống đang quản nha các bạn, thì mình sẽ ngưng máy nha các bạn, để đầu khi trứng nở mình quay tiếp cho các bạn coi nha. Rồi các bạn ơi, sau 2 ngày thì bữa nay mình mới ngủ dậy nè, thì cá đã nở nè các bạn. Đó, những cái chấm mà đen 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 trên cái bọt các bạn. Đó có mấy con nó bơi các bạn ha, cá con nha các bạn, nhưng mà nó bơi chưa có rành thì nó phải nhờ sự hỗ trợ của cá trống á. Đó cá trống nó hớp hớp cá con nó thả lên bọt để cho cá con thở các bạn. Mình động hơi nhiều bọt nó bể quá trời nè, có hơi gió bọt nó bể cá con nó bơi quá trời ha các bạn, thấy không? Đó thôi thì bữa nay mình quay vô đây cho các bạn coi thôi nha, mình đậy lại nha để bọt nó bể hết các con nó bơi lung tung rồi kìa. Rồi ngày mai mình quay tiếp cho các bạn coi nữa nha, rồi bể bọt quá trời luôn rồi. Thôi mình ngưng nha, ngày mai mình quay tiếp cho các bạn coi nữa nha, bữa nay mình quay về thôi nha các bạn. Đó các con quá trời ha các bạn. Rồi để tội cá cha quá, cá cha nó đi tha con nó quá trời bỏ bọt hết rồi. Rồi ngày mai mình quay tiếp cho các bạn coi nữa nha. Rồi đây là bầy cá beta nè các bạn, được 2 ngày tuổi rồi nè. Hôm qua thì nó còn ở trong cái bọt thì bữa nay nó đã ra khỏi cái bọt rồi nha các bạn, nhưng mà nó chưa có bơi ngang nha, nó cũng còn hơi đứng đứng nha các bạn. Đó đang quay gần cho các bạn coi nha. Đó đây là cá con này nha, rất là dễ thương luôn, xíu à các bạn thấy vậy thôi chứ nó nhỏ lắm. Đó cá cha nè, những con mà nào mà nó hơi yếu nó rớt xuống thì cá cha nó hớp thả lên bọt rất là siêng năng luôn. Qua đây mấy bữa nay chưa có ăn gì nè, tội nghiệp ghê luôn. Thì cái này chắc khoảng ngày mai nữa là cá sẽ bơi ngang được thì mình sẽ bắt cá trống rồi nha các bạn. Đó giờ mình cũng đang ấp con Artemia để cho các con ăn. Đó những con mà nó bơi ra xa các bạn, xa khỏi tổ bọt thì con cá cha nè nó sẽ hớp nó đưa vô cái tổ. Thì mấy con này nó còn chưa có bơi ngang được các bạn, nó còn hơi yếu, thì khoảng ngày mai nữa là nó bơi ngang được thì mình bắt cá cha luôn nha. Rồi bắt đầu mình cho ăn Artemia luôn. Artemia thì mình đang ấp. Đó, đây em quay gần lại cho các bạn coi lần nữa nha. Đó, cá cha nè. Đó, đây là cá con này nha. Rất là dễ thương luôn. Để xíu nha các bạn. Đó, cá cha nó như nó đang quảng hay gì đó nè. Hành động quá. Đó. Rất là nhiều cá con luôn nha. Mấy lần trước mình ép bị thất bại các bạn, cũng nản lắm, nhưng mà có mấy bạn kêu đừng có nản, ép lại đi, thì mình nay mình ép lại thành công rồi nha. Đó thì mai mốt bầy này lớn lên thì tha hồ chơi luôn ha các bạn ha. Đây các con quá trời luôn nè. Có mấy con nó chìm ở dưới.
Thôi hiện giờ thì bọt nó bể rất là nhiều rồi các bạn ơi. Cái cha nó cũng đang rất là hoảng sợ rồi. Thì nó đang sợ gì á. Thì mình sẽ ngưng nha. Ngày mai thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Ngày mai mình sẽ bắt cái cha ra nha. Thôi giờ mình ngưng nha. Ngày mai mình quay tiếp cho các bạn coi nữa nha. Rồi các bạn, đây là ngày thứ ba nha các bạn, của bầy cá beta này nha. Thì bữa nay là cá nó bơi ngang được rồi nha các bạn. Thì mình đem quay cho các bạn coi nha. Đó, quá trời luôn nè. Đó, cá đã bơi ngang được rồi ha. Thì mình cũng đã vớt con cá cha ra rồi nha. Đó, đây con cá cha đây. Đó, mình mới vớt ra nè. Nó hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Mình đã bắt ra rồi. Đó, các bạn coi nghe ồ ồ, các bạn thông cảm nha. Tại mình đang ấp sủi để mình ấp Artemia á, nên nghe ồ ồ ồ nha. Đó, đây là cái con này được 3 ngày nè, bơi ngang nè nha các bạn. Thì mình chờ Artemia nó nở thì mình sẽ cho cá con ăn nha. Artemia này giờ nó chưa có nở các bạn ơi. Mình coi mình nghe người ta hướng dẫn là 24 tiếng mà bữa nay là 24 tiếng mà chưa nở nữa. Không biết có nở được không. Thì mình cũng trông chờ để nở để cho có Artemia để cho các con ăn nha. Đó, đây các con này các bạn. Bơi ngang hết rồi nha. Đó. Đi tí không? Nhưng mà rất là cũng nhiều lắm nha. Đó. Giờ nó đã bỏ cái tổ bọt rồi. Nó không có ở trong tổ bọt nữa nên mình bắt cá chai ra luôn rồi. Đó, đây là bầy cá của mình nha. Sau hai lần thất bại nha các bạn. Thì lần thứ ba thì thành công nha các bạn. Đó. Đây nè, đó, cái con nó nổi nè, thấy không? Đó, giờ mình cũng đang trông chờ để con mấy con Artemia này nó nở để cho cá ăn nè các bạn. Thì giờ nó chưa có nở nữa. Đó. Đẹp hay chưa các bạn? Chứ lại bây giờ mình cũng đang tham khảo mấy cái con cá bảy màu các bạn. Thì vài bữa nữa mình mua cá bảy màu mình nuôi rồi mình quay cho các bạn coi luôn. Cá nhỏ khó lấy nét các bạn. Thôi nó nổi trên mặt nè. Dưới cũng có nữa nha các bạn. Đó, rồi để mình quay lại cái bầy cá cho các bạn coi nha. Đây nè. Này nó còn nhỏ lắm, thấy cũng chưa gõ gì mấy nha các bạn. Nhỏ quá mình khó lấy nét các bạn. Đó. Này quay gần luôn nè. Tại vì nó nhỏ xíu nha các bạn. Xíu rồi nha. Nhìn này nó còn nó nhỏ hơn hột mè nữa nha các bạn. Rất là dễ thương luôn nha. Vậy là cái quá trình mình ép cá beta này đã thành công rồi nha các bạn. Thì mấy mốt mà bài cá beta này phát triển như thế nào nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn coi nha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha.